Hello, xin chào cả nhà, xin chào quý các đồng minh thân thương của Lý Hương. Ấy, hôm nay thì chiếc bánh mon cây, bánh trung thu mà Lý Hương tự làm nó đã có mặt tại Bình Dương của mình. Và giữa trời trưa như thế này thì lại thèm bánh trung thu. Và hôm nay sẽ mở ra khui bánh trước ngày trung thu để review cho cả nhà xem chiếc bánh mà tự tay của mình làm với sự hướng dẫn của đầu bếp Chí Kiên của tiệm bánh Kita. Rồi mời cả nhà ha, bây giờ mình sẽ khui hộp đây. Mon cake bánh trung thu kỳ ta. Rồi cái hộp nhìn khá dễ thương ha cả nhà, trong đây cái hộp nhỏ nữa trong đây đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở ra. Ôi cái này nó bị mặt sao rồi, lật lại. Hey, rồi bây giờ sẽ mở ra ha. Khui bánh ra thôi. Ui rất là cứng. Đây là chiếc bánh mà tự Lý Hương làm. Đây cả nhà. Ngon chưa nào? Đó, trời thì nắng, để bánh ở giữa trời nắng luôn. Đây là cái bánh này là cái bánh nhân đậu xanh nè. Đấy, bánh nhân đậu xanh ha. Cái bao cũng rất là dễ xinh. Và đặc biệt là trong đây là không có rồi cái gói, mà cái gói đó kêu bằng cái gói bảo quản á, có cái gói ẩm mốc bảo quản tại vì bánh thì mình tự làm. Còn cái này, hai cái đây là bánh nhân mặn, nhân thập cẩm. Bây giờ sẽ cắt hai cái này ha ra review cho cả nhà xem. Bánh trung thu có thể làm tự nhà nha cả nhà. Rồi ok. Rồi ăn bánh trung thu thì phải uống với trà ha. Đấy, trà này Lý Hương tự pha này cả nhà, trà lá thôi. Đấy. Trưa nắng chứ không phải là một đêm trăng thanh. Trà này cũng pha hơi đặc ha, này loại trà lá này. Ăn với lại bánh. Rồi để cho nó nguội xíu, nó đang rất là nóng. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh ra, tháo bánh ra để ở trong đây đi. Rồi cái này là cái bánh nhân thập cẩm đây, tháo ra. Mình sẽ bỏ vô cái dĩa ha. Rồi cắt bánh. Hey, à không phải rồi, giới thiệu lộn rồi. À, cái này là cái bánh đậu xanh. Đây là cả nhà, cái bánh đậu xanh. À, bây giờ Lý Hương sẽ cắt ra khoảng cái bánh này cắt ra làm 8 đi, ăn một góc như thế này. Cả nhà có nghe tiếng kèn tin tin không? Khu sớm nhà Lý Hương đấy. Rồi, 1 2 3 4. Xếp cho nó đẹp lên. Rồi, bây giờ sẽ cắt tiếp. Thôi có ai xếp bánh trung thu giống mình không ta? Đây cũng hơi ngộ ngộ á. Rồi, bây giờ cắt tiếp. Cái bánh này là cái bánh thập cẩm. Nói chung nói lộn không sao, miễn sao là phân biệt được bánh nào là có hai loại bánh là được rồi. Tại vì làm có hai loại mà để hai khuôn khác nhau mà cũng bị lộn nữa. Cắt tiếp ha. Đây là nhân thập cẩm đây. Ơi, có hộp vịt muối. Ồ, nhìn rất là ngon. Bỏ bánh rồi cả nhà. Theo như chị Kiên nói thì cái bánh này cũng chưa đạt lắm đâu á, tại vì cái màu nó vẫn chưa vàng. Nhưng mà nói chung là lần đầu làm như thế là cũng ok rồi ha cả nhà. Đặc biệt là cái bánh thì rất là ngon và đảm bảo là không có một cái hóa chất nào mà bảo quản nào hết. Thật ra thì bánh ngọt với bánh mặn thì người ta sẽ để riêng, nhưng mà Lý Hương thì ăn lấy vị thôi chứ không có bị mà kiêng không có ăn được đồ mặn, nên là Lý Hương để chung luôn. Đây.
Rồi, bây giờ thì sẽ sắp xếp lại một chút cho nó đẹp ha. Đây, hơi bị bở ra. Ui, để lên hình cho nó đẹp một chút. Cái này nó bị lật lại rồi. Đây. Và đây nữa. Rồi. Nhìn cũng ổn ổn rồi ha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ ăn và uống thêm một ly trà lá. Rất là ngon. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức một cái món bánh mà chúng ta tự tay làm và đảm bảo là không có hóa chất bảo quản ha. Đây, và cả nhà, dĩa bánh trung thu tự tay của Lý Hương làm với sự hướng dẫn của đầu bếp Chí Kiên. Hồi nãy giờ cũng nói đi nói lại cái này nhiều quá ha. Rồi, bây giờ thì mình thì thích ăn cái món chay trước. Cái bánh chay trước nên mình sẽ thử cái bánh đậu xanh này trước. Này cả nhà nha. Rồi. Ăn rồi. Ngon quá. Ở ăn nó diễn tả rồi sao. Uống thêm miếng trà nữa. Bánh ngon ngon tuyệt luôn cả nhà. Ly trà này thì Lý Hương dành cho một người bạn đang đứng ở phía sau ống kính á để quay, đó là chị Hiền đó cả nhà. Bây giờ thì trời cũng khá là nắng. Ở cả nhà nghe dê không, dê ở khu nhà của Lý Hương đó, dê chuông. Ôi ơi, nó đang mừng bánh trung thu của kia ta về nhà. Ăn bánh trung thu mà uống với trà thì cực kỳ là ngon. Trời, mình lẫm cái nữa thôi, ngon quá. Bánh á, cái nhân á thì nó không có quá là ngọt, nó ngọt vừa thôi. Đậu á thì dẻo, và cái lớp ngoài của bánh thì nó cũng vừa phải, nó không có quá dày. Nhân thì nè, rất là ngon ha. Thần nhân thích lắm. Rồi được uống với trà nữa thì quá là tuyệt vời. Trà mà pha như thế này là hơi đặc đúng không cả nhà? Nhưng mà Lý Hương thấy là với trà lá mà pha cái màu như thế này thì cũng là vừa đấy Lý Hương chứ không có đặc lắm. Bánh đậu xanh. Cực kỳ ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ thử tiếp cái bánh như thập cẩm. Thập cẩm thì tại do là nó có rất là nhiều những cái loại hạt như hạt điều nè, bữa là hạt điều, hạt dưa nè, rồi lạc xưởng. Nói chung nó là nó hơi lộn xộn chút xíu nên là mình thường là thích ăn cái loại là bánh mà đậu xanh hơn. Bây giờ thì cũng sẽ thử một cái gọi là thập cẩm cho cả nhà xem ha. Đúng là bánh tự làm nó không có cái vị mà cái mùi mà của cái mùi nó quá nồng của cái gì mà trong cái hương vị bảo quản nó có đó, còn cái này á, thì nó không có nồng. Bánh thập cẩm cũng rất là ngon. Các nguyên liệu hòa quyện với nhau và nó không quá làm bị bị sao ta, bị mặn,
mà nó rất là vừa, nói chung là không thể diễn tả được, cực kỳ ngon cả nhà. Và cái clip này, cái clip mà làm bánh trung thu này, Lý Hương có làm riêng ba cái clip luôn, 1, 2 và 3, chỉ rất là chi tiết cụ thể cũng như là liều lượng để làm nên những cái chiếc bánh trung thu như thế này, rất là ngon và tự nhiên, không có quá chất bảo quản. Và nếu như cả nhà thấy cái bánh này ngon và muốn làm thì có thể là quay lại để xem ba clip đó, để làm bánh trung thu trong cái dịp trung thu năm nay nhé. Rồi, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy nhấn like nếu thích video nha. Bye bye.